ta vào phần định nghĩa phản ứng Cracking. Phản ứng Cracking là một phản ứng dưới tác động của áp suất, nhiệt độ và chất xúc tác, các ancan có từ 3 nguyên tử carbon trở lên sẽ bị bẻ gãy mạch carbon, tạo ra ancan mới và anken mới có mạch carbon ngắn hơn. Nhớ là ngắn hơn, phản ứng bẻ mạch, bẻ gãy để tạo ra những hydrocarbon có mạch carbon ngắn hơn. Lưu ý cho thầy. Điều kiện để xảy ra phản ứng Cracking đó là các ancan phải có từ 3 nguyên tử carbon trở lên. Thì đương nhiên rồi, phải có từ 3 nguyên tử carbon trở lên mới có thể bẻ được. Chứ còn nếu có 2 nguyên tử carbon thì không thể bẻ được. Bẻ ra thì ra cái gì? Đúng không nào? Đấy, cái đó là cái điều các em cần phải lưu ý. Thầy lấy ví dụ như sau. C3H8 đem Cracking có thể ra được CH4 và C2H4. Có thể C3H8 còn dư. Lưu ý, thầy vừa lấy ví dụ và cũng đặt vấn đề để làm phương pháp trong giải toán Cracking. Sau đó các em tập trung vào. Hoặc C4H10 đem Cracking có thể thu được CH4 và C3H6. Nhưng cũng có thể C4H10 đem Cracking ra C2H6 và C2H4. Và có thể C4H10 còn dư. Ta coi hỗn hợp trước phản ứng này gồm có C3H8 và C4H10 là hỗn hợp XY và hỗn hợp thu được sau phản ứng được gọi là hỗn hợp Y. Ta có những nhận xét sau đây. Đó là thường sử dụng phản ứng này để điều chế ancan và anken có mạch carbon ngắn hơn từ ancan có mạch carbon dài hơn. Đây là điều đương nhiên. Và khi giải các bài toán liên quan đến phản ứng Cracking thì phải áp dụng triệt để nguyên lý bảo toàn khối lượng và bảo toàn mol nguyên tử. Nó giống như phản ứng cộng hydro của hydrocarbon không no, điển hình là anken và ankin. Hỗn hợp trước phản ứng ta đặt là XY, hỗn hợp sau phản ứng ta đặt là Y. Vậy thì ta sẽ có được tổng khối lượng hỗn hợp trước phản ứng bằng tổng khối lượng hỗn hợp sau phản ứng. Nhưng nó khác với phản ứng cộng hydro của anken và ankin. Phản ứng cộng hydro của anken và ankin là phản ứng giảm về số mol. Còn ở đây, phản ứng Cracking là phản ứng sẽ tăng về số mol. Tăng về số mol của hỗn hợp khí. Các em cần lưu ý cho thầy. Rất lưu ý cho thầy điểm này. Thầy có thể minh họa bằng phương trình phân tử như sau.